Rồi, chào mọi người quay trở lại với kênh của anh. Mua hàng liên hệ số hỏi trên 0348308443. Hôm nay là video 224 ha. Đó, đem về ít đồ dụng cụ của Nhật. À, có cái dây cáp này là dùng để kéo hàng hay kéo xe nè mọi người. Tải tới 2 tấn. Trước bác hỏi là có rồi đó. Cái này về cái bộ ly. Bộ ly này nè, bộ ly của Nhật. Mới tin chưa sử dụng. Cái ly này nó đặc biệt nha. Cái nè, mọi người coi cái miệng nó. Nó làm kiểu như đó. Nó phẳng một bên ha, nó không có tròn, tất cả 6 cái đều y chang nhau ha, nó như chăn khuyết ha. Giới thiệu món đầu tiên ha. Bộ cưa lọng mỹ nghệ ha. Engineer ở đây có một cái khung và hai cái lưỡi nha mọi người. Cái lưỡi này mọi người nới con ốc này ra mình thay ha. Nè. Nó kẹp bằng cái con ốc này nè. Kích thước. Rồi bộ cưa lọng mỹ nghệ này mã số 1 ha. Giá 200.000. Tiếp theo là một con dao ship của đây, cái thương hiệu chăm mắt. Chăm mắt ha, của Sell, thương hiệu Sell. Dầu nhớt mini ha, nhỏ xíu. Mã số 2 nha, 150. Và bộ đa năng cũng treo móc khóa luôn, nhỏ xíu vào túi. Đây, nó rất là nhiều chức năng nha. Kềm nè, cộng máy tính nè, rồi lưỡi dao nè. Và chức năng nữa. Và đặc biệt bên đây có cái đèn pin. Nhưng mà này em chưa có hai pin, chưa có vô pin nên chưa biết. Chúng chưa có mua được cái pin nhỏ xíu này. Đó. Thấy còn mới tin. Rồi, nó như là móc khóa. Mã số 3 nha, 200.000. Tiếp theo là cái cây nè. Cái gương để mình gọi, mình lấy đồ rớt ha. Nó có thể kéo dài không? Nè, kéo dài nữa ha. Soi đồ nè.
Cái gương này mã số 4 nha, 150 nha. À, tiếp theo là cái cây này rất là độc nha, phát in ra băng. Cây Nhật sản xuất này. Nó giống như cái búa nha mọi người, nó là hãng của đây, Dokru. Dokru là của cái hãng sản xuất búa ha, chuyên sản xuất mấy búa đó. Nè, cái đầu này giống cái đầu búa đó, nhưng mà nó tròn vo, đặc biệt nó có thể kéo dài nha. Nè, kéo rất là dài luôn nha, như trên tay vậy đó. Nó dài ra khoảng tới 1m18 nha mọi người, 1m18 luôn. Trên nó có cái móc để treo. Rồi mã số 5 200 ngàn. Số 6 là cây đột. Cây đột của KTC nha. Đây, đây là một cây đột bằng thép của KTC. Đầu nó còn đẹp. Cái này là cây đột này 3 ly ha. Có để nó 3 ly luôn. Đây, 3 ly này. Rồi, cái đột KTC mở 6 ha, 150. Giá trên là chưa bao gồm phí ship nha mọi người. Khách hàng mới thì chuyển khoản giúp em, không có nhận cọc điện thoại nữa. Còn khách quen rồi thì tùy chọn ha, có thể ship trả tiền sau hoặc là chuyển khoản. Chuyển khoản thì được lợi, chuyển khoản thì bên vận chuyển nó sẽ bớt cái tiền ship cost cho mình, nó trừ ra khoảng 20 ngàn. Rồi tiếp theo là món cái cờ lê đa năng nha mọi người. Cái này là heavy duty và xài đồ nặng ha, đồ cứng. Nó to lắm mọi người, nhìn cái đầu nó nè, rất là to, nên nó để xài đồ cứng, đồ lớn. Ở đây nó mở được ốc 23 đến 32 mm ha. Nó ghi nè, mà còn hệ in là 7/8 in đến 1/4 in. Đây, nó để in nè. Người biết xài hệ in thì coi xài ha. Đó. Còn đây là mở được 23 nè, nhỏ nhất 23 ha, lớn ra là 32. Đó. Này có thể mở ống nè, mở ống nước, ống sắt, mở bù lon tròn đó, chung nó đa năng, nó như cái mỏ lớp răng. Nhưng mà cái tầm mở nó thì trong đây 23 đến 32 mm ha, rất là dày. Dày chắc chắn, mới tinh, chưa sử dụng. Cây này mã số 7 nha, 250 nha. Ở
Rồi số 8 một cái móc khóa treo dây an toàn nha. Móc này treo thắt lưng ha, để mình treo máy móc cho công cụ này kia khi leo trèo làm trên cao. Móc này là bằng inox ha, inox chầm chầm inox này. Inox Nhật thương hiệu nè, Doju thương hiệu làm búa nổi tiếng của Nhật luôn á. Cái búa thường đa số ra thị trường của Doju nhiều hơn, cũng là một trong những hiệu làm búa thường thấy là búa. Đây mình luồn vô thắt lưng mình luồn như vậy nè mọi người. À có cái khe nè, mình đi số 1 mình luồn dưới lên, số 2 mình luồn ngược lại, 3 mình luồn dưới lên, 4 ngược lại, xong là nó sẽ nằm bên hông cái lưng quần mình ha. Không xài mình xếp lại vậy, không xài mình mở ra xài rất là tiện. Rồi mã số 8 ha, 150. Chính cây đa năng nè, nè bữa nào bác nào hỏi nữa nè, bữa hết. Về lại cái cây đa năng engineer nè. Cây này là nó đa năng 5 chức năng rồi nhưng mà bấm code đa năng ha. À, nó bấm code nè, cắt tuyến ốc, tuyến ốc nhỏ nhỏ M5 trở xuống mình ren ốc á, rồi vặn vô cắt luôn, nó có ren nè. Là con ốc mình nó vặn vô đây rồi cắt, muốn cắt ngắn nữa, cắt nó sẽ bằng phẳng, không phải mài giũa là ghen gì hết, rất là hay. Rồi cái cắt dây điện, rồi cái này bấm chuốt dây điện. Cây này mới chưa xài, nó như 95 chân, có xài một lần như mới, rất đẹp. Rồi cái kìm đa năng này mã số 9, 250 nha. Rồi tiếp theo bộ đây, bộ tua vít của Seo. Tua vít mở ốc luôn nè, tẩu tiếp mở ốc. Cái này nó là một cây mở thẳng nha mọi người nè, cây này là thẳng, xài mở thẳng như là tua vít, như tua vít và cây đó, đút vô là xài ha, dùng để mở đồ nhẹ hoặc là loại này nó giống Japan luôn nha, Nhật sản xuất. Còn muốn xài đồ nặng mọi người dùng cái cần này ha, mình tí dùng cái cần này. Mở nó có lực hơn. Rồi ở đây nó có mấy cái đầu tẩu này là số nè, 5.5 nè, 6 ly, 7 ly, 8 ly, 9 ly, 10 ly, 11, 12 ha. Tay này đút vô đây để quay cũng được luôn nè, quay hẳn cho nó nhanh. Rồi nguyên bộ luôn nè, mã số 10 ha, 400.000, mới chăm luôn, chưa sử dụng. Rồi tiếp theo là một con đồng hồ đo. Đồng hồ này là đo nhiệt độ nước nha mọi người. Nhiệt độ nước, nhiệt độ môi trường cũng được. À, hiện tại là môi trường nó cũng lên luôn. Đo nước sôi á. Nước sôi mình sẽ cắm vô ha. Làm nó lên. Đo được đến 100 độ C. Đây, độ C nè. Made in USA, Mỹ sản xuất, thương hiệu
hương hiệu Nhật. Lại bằng inox hoàn toàn nha mọi người nè. Tại vì nó dùng trong môi trường nước mà. Rồi mã 11 150. Đồng hồ to nhìn rất là rõ luôn. Đây cái bộ này là Dynamo Meter đo lực ha, đo lực cơ tay của mình. Đó. Ở đây dãy số là từ 0 đến 100 kg lực tay mình đó mọi người. Lực bóp tay tác động lên là 0 đến 100 kg ha. Cái này full nó bằng nhôm nha mọi người nè. Cái này bằng nhôm đúc nó rất là đẹp, bền. Ở đây mình có thể điều chỉnh được cái tay mình nè, theo từng số luôn. Nó cho mình cái mức điều chỉnh đó. Quay ra quay vô ha. Nó hạ thấp xuống cho cái người tay nhỏ mình xài được luôn ha. Hoặc là nâng cao lên. Còn cái kim này là có cái kim báo nè. Còn cái kim này là để nó đứng lại cho mình biết mình bấm lên bao nhiêu. Còn rất đẹp. Cái này dính bụi nè. Rồi với đi kèm là một cái, cái này là cái tập cơ tay, tập cơ ngón tay của thương hiệu ProRip. Đây, ProRip. ProRip Japan USA ha, chỉnh nó đó. Nó có thể điều chỉnh 3 nấc này, tương đương với 10 đến 40 kg cái lực nó, lực bóp nè, nhẹ nhất tầm từ từ cái mình tập mình nâng cao lên, nâng cao nhất nặng. Rồi cái này bán một bộ này nhưng mà hai món ha, bán chung nha. Mã số 12 600 ngàn. Rồi tiếp theo là cái món hàng chì nè. Đây cũng còn khá đẹp, cán gỗ ha. Đây món hàng chì nội địa Nhật, xài điện 100V nha. Test lên ok nóng 200W, 100V, 200W. Mấy cái dòng bự này á thì nó lên nó phải lâu hơn cái dòng mình nhỏ mấy chục watt nha mọi người. Chờ nó nóng lên rồi là lúc đó đưa chì vô là chạy hết, sôi luôn. Với lại nó nóng, nó giữ nóng rất là lâu, người tắt đi nó cũng giữ rất là lâu luôn, lâu nguội lắm. Này dùng để hàng đồ bự thôi. Mà những cái mũi nó rất là to luôn nè. Mũi nó 18mm ha. Nó cái mũi nó tới 18mm. Gần 19 luôn. Đây chiều dài tới 35. Rồi mở hàng chì mở 13 nha, 450 nha. Điện 100V, 200W. Đây mọi người ta coi cái tem nó nè. Hàng nội địa Nhật, hãng này nội địa.
Ăn nội địa tiếng Nhật không? Cũng không biết. Không có tên cơm tiếng Anh. Rồi. Tiếp theo cũng là cây mỏ hàng chì mọi người. Cây này có hãng Wood. Wood là hãng Nhật nhưng mà nó quốc tế. Nó bán nhiều nước. À. Wood 100V 90W này. Điện Nhật 100V luôn nha. À, cái này nó có cái đèn báo luôn mọi người. Made in Japan, sản xuất tại Nhật, dây zin hết. Ở đây mọi người cắm lên á thì nó nóng bình thường, nhưng mà hết công suất nó lên là 90W ha. Tại vì khi mà mình bấm vô cò này nó sẽ lên hết công suất, nhưng mà còn cắm điện vô không thì nó nóng bình thường ha. Nóng cũng chảy chì, nhưng mà nó muốn nhanh á, người bấm vô giữ xíu, chừng mấy chục giây phút rồi nó sôi chì luôn ha. Cái này nó xài bằng cái đầu sứ nha mọi người, là đầu sứ nè, nên nó nóng rất là nhanh, chứ không phải có xài cái cọng dây quấn dây mai so hả. Đầu chở này sứ nóng nhanh lắm, nhanh nóng. Cái này cái nắp để bảo vệ. Rồi, mở hàng không, mở hàng này mã 14 ha, 300.000. Rồi, tiếp theo là một cọng dây cáp luôn nè. Đây dây cáp của Nhật. Này thương hiệu nó. Cáp này thì ứng dụng cho mọi người. Cái này dây 1 mét mấy, 1,5 mét mọi người. Dây 1,5 mét nha, đường kính nó là 6 mm. Nó có ghi hết nè. Đây móc nè. Móc phải nè. Cái này nó chuyên dùng để vô tời nha mọi người nè, vô cái tời lắc tay nè, dài 1,5 mét. Đó mọi người có thể vô tời nè, hoặc là chế qua dùng cái khác không mọi người. Chung là nó mới chưa xài, tùy mọi người xài lấy cột cẩu hàng đồ được ha. Rồi, đây mã 15 nha, 300.000. Dây cáp. Rồi, tiếp theo cũng là một cọng dây. Dây này dây tải. Dây tải hàng bằng vải ha. Nó dùng cái mani ý. À, vải với cái móc này nè. Cái này nó tải được tới nè, theo con số là 2 tấn nha mọi người. 2 tấn nè. Cái cọng như vậy á, nó kéo dài ra là 3,4 mét ha. 3,4 mét đây. Đây để hình là kéo chiếc xe nè. Kéo xe ha. Chuyên bỏ theo xe để mình kéo xe bị lúng. Mấy xe con á, xe 4 bánh, xe 4 chỗ. Ở đây nó đang rút lại mọi người. Tại vì cái dây này nó thiết kế đặc biệt đó, kéo ra. Còn khi không nó rút lại ha, để nó thu gọn lại. Bên trong nó cũng là vải.
mà nó có một cái đoạn hung để nó rút lại ha, tự nó rút lại. Nè cái vải này chịu lực nè, bên trong cũng có nè. Đó. Nó rút là còn như cỡ mét ba, nó cỡ phải không? Nó ghi trên đây là mét ba với 34 nè, nhưng rút lại còn mét ba đó, là mét ba nè. Nè kéo đủ các kiểu, kéo hàng cũng được nè, kéo xe nè, kéo xe lúng, xe dưới dốc, đó, chung nhiều ứng dụng. Mọi người cẩu hàng, cẩu cái này dây nó im, cẩu cây mọi người. Cái bác nào làm bên công trình làm mấy cái cây nhỏ nhỏ, với cái này cẩu là nó không có bị hư cái cây mình ha. Quấn vô cái cây cẩu. Rồi cái này mã 16 nha, 400.000. Cùng dây tải. Rồi tiếp theo hai cái ben này, hai cái ben của hãng em SMC, SMC hãng Nhật ha. Trong hai ben hơi mọi người còn mới tinh nè, hơi ok luôn, mới tinh à. Hơi kính lắm. Nó tinh là chưa vô ốc luôn nè, cái răng còn mới nè. À, hai bên một cái lớn một cái nhỏ, dài bên lớn là 45 ha, bên nhỏ nó là 20 mấy 23. Rồi cái này bán giá rẻ nha mọi người, mượn mã 17 ha, 250.000 một cặp nha, cặp lớn nhỏ đó. Rồi tiếp theo cái bộ ly nè, bộ ly nguyên hộp luôn nha. Sáu ly. Cái ly này rất là ngộ nha mọi người. Nó sản phẩm nó nói chung là mới hoàn toàn nè. Còn nguyên hộp. Nguyên cái tem này luôn chưa xài nha. Nó đang để nó bán nó bên cửa hàng mà Nhật. Đây mà kiểu nó làm rất là độc. Khuyết bên ha. Đó. Để lại như là để vậy là nó thành cọc. Đó. Mình để ly nó sẽ thành cặp ha. 6 cái. Đó. Giống cặp ha. Đo cái ly. À, cái ly chiều cao nó 10.5 cm ha. Miệng này 7 cm. Ly thủy tinh làm rất đẹp. Nó làm lớp màu. Màu xoắn. Đó. Rồi bộ ly này mã số 18 ha, 550.000. À nay về được mấy cái anh nón nè mọi người. Cái nón nữa các bác hỏi cái nón này nè. Nên về một ít nón này chọn lại đẹp. Cái nón này đẹp. Nón bánh tiêu, thường thường gọi nó là nón bánh tiêu ha. Đây cái đầu tiên là cái này hiệu nè, caro màu nâu, caro nâu nhé. Phơm nó đứng lên nhìn ha. Này một size nha mọi người. Cái này là size
58 này được, 58 59 cái vòng đầu, 58 59 rồi mã 19 nha, 300.000. Rồi tiếp theo một con cũng là bánh tiêu, này có khung giãn đường tí, là co giãn chim cánh cụt nha, đây con chim cánh cụt này. Cũng là caro màu xanh, caro lớn, caro này ô lớn, đây thương hiệu Mosin Wi, đây thương hiệu ha, Hàn Quốc. Rồi, để coi xanh nhé. Rồi size này là cỡ 57, 57, 58, 59 à. Size trung bình á, nói chung là cỡ size trung bình không. Size trung. Rồi mã 20 ha, 300.000. Size vừa á, mọi người dễ đội. Không có nhỏ quá mà cũng không có to đùng. Con này made in Korea. Đây, con tem còn mới, độ mới còn mới. Chung về cái đợt nón này rất là mới luôn. Nè, gần như mới tinh. Size 58 mọi người, dòng đầu 58 đổi ha, mã 21, 300.000. À, đặc biệt cái con này nó là vải đan thành lưới nha, nè mọi người nhìn, nó đan hình như cái lưới luôn, nó thoáng, nó lỗ to, đó. Nó là thoáng luôn, nhưng mà nhìn nghiêng vậy là thấy nó màu đen nha, không có thấy lỗ ha. Đó mọi người về đi bên hông là nhìn thấy nó như cái nón đen, không biết nó lỗ nhưng mà nó có lỗ nè, đội lên thì nó là như màu đen. Rồi mã 21, 300.000. 22 một con nón đây Louis Cat đó Paris. Cái này nó bị cắt cái tem này rồi, mất cái tem. Con nón này nhìn xịn mà, hàng hiệu Paris. Cái này có tăng đưa tăng chỉnh này. Cái con này đầu nhỏ lớn thì mình mang nó dễ không ạ. Có đồ điều chỉnh nha, màu rất đẹp. Màu này đẹp, màu này nó dễ đội. Hai lớp lưới ha, à, lớp lưới nè. Độ mới còn cao, 95%. Rồi, con này mã 22 ha, 350 nha. Tiếp theo là một con Taylor Made. Con này cái hiệu của hiệu Gold, hiệu cho mấy bác chơi Gold, hiệu mấy bác chơi Gold ha. Chuẩn Hàn Quốc, hiệu Mỹ á. Con này lưới thoáng nè, để đem đi ngoài trời cho nó mát nè. Nửa đầu lưới. Đó, độ mới còn rất cao luôn. 97% luôn. Mã 23 ha, 250.000. Quay tăng chỉnh nha.
đầu lớn đầu nhỏ đều mang được. Rồi tiếp theo con này hiệu VIP luôn nè, Nike. Con Nike này nó làm vải nhìn nó độc lắm mọi người. Là cái vải nó, chất vải nó dệt rất là lạ, nó có cái vệt vệt như vậy nè ha. Quay tăng chỉnh nha, lớn nhỏ mà được. Đó. Đúng kiểu cái form nón Mỹ á. Đây kịch Mỹ. Đây tem nó nè. Mã code. Cái con này đầu tối đa cỡ 59 trở xuống nè mọi người. Đầu 59 trở xuống. Đầu mà lớn quá dạng như lớn quá là không được nha. 59 trở xuống. Đến nhỏ, nhỏ cũng được. Tối đa 59. Rồi, con Nike này mã 24 ha, 450 nha. Tiếp theo một con MLB hiệu Mỹ nữa nè. Nón trắng. Đồ mới cũng còn khá tốt. Tem à. MLB. Con này có quay điều chỉnh nè, lớn nhỏ. Rồi mã 25, 250 nha. Hai sáu một con bánh tiêu. Chỉnh xịn Hàn Quốc. Con này đồ mới còn 90%. Quay tăng chỉnh bằng da luôn. Tăng chỉnh hai bên. Cái này size to trở xuống luôn nha. To cũng được. Đây từ trung bình đến to 60 trở xuống. Trở xuống từ 56 tới 60. Vòng đầu khoảng đó. Này màu xanh rêu. Phối màu đen. Mã 26 nha, 350 nha. Rồi cuối cùng con này VIP. Con này hiệu này rất là ít gặp. VIP mà. Tăng chỉnh.
Yaramen. Và chuẩn này. Uta. Mexico. Euro. Size M. Size M mà có điều chỉnh được không? Và điều chỉnh cỡ cái này xem mà này đội vòng đầu to được không, 60 trở xuống, 60 cũng đòi được nha. Rồi mình chỉnh nhỏ nhất thử ha. Nhỏ nhất được cỡ 56 à, 56 đến to hơn 60 luôn. Này xem mà nước ngoài thì rất là to này. Chỉnh to nó ra tới vậy à. Cái này nó làm cái họa tiết nhìn rất là đẹp, kiểu họa tiết hoa văn. Trong nó mới nó 95%. Này cái tem, tem mấy cái tem luôn mà nó bị cắt đi mọi người. Cái người đội á, họ không thích tem họ cắt đi. Cho gọn. Cái tem nó dài ra như vậy nè ha. Rồi mã số 27 nha, nó ra ra mem. Giá 450. Rồi, kết thúc video này đây nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.